Đây là mình giới thiệu các bạn, đây là cái mẫu máy xay thịt, xay cá nhé, tự tự chế nhé. Máy này thì người ta dùng một cái motor và chế bằng đây những cái thanh sắt trụ này bằng cái V3 nhé, ở đây bằng cây la uốn vòng này, trên này cũng bằng cây la này đó. Người ta bắt người ta định vị vô thành một cái motor để dưới nhá. Đó. Cái này thì mình nghĩ cũng đơn giản thôi. Đó. Đây là phần phía dưới này. Đây dùng la uốn tròn này, V4 này. Đó. Và bên đây là đục đục mấy bốn cái lỗ để bắt cái bát motor vô nhá. Còn trên này thì người ta sẽ tiện một cái gái ốc để người ta bắt cái cốt vuông này vô nhá, cốt vuông này nó bắt vô cái lưỡi dao. Và bên đây là cái song bình thường này, song bình thường nhưng mà người ta hàn thêm một cái cốt ống đó, với một cái tai này nhé, một cái tai này nó để lọt vào cái khe này đó. Đây, khi mình ép xuống là nó vừa khít thôi nhé. Đó, ép xuống là vừa khít luôn. Và cái cốt này nó nằm trong giữa này, là khi mình xay thịt là khi nó không thể rơi ra ngoài. Đây đây, cái đây cái lưỡi dao của nó này, người ta cũng hàn bằng một cây sắt vuông 20 với một cái sắt tròn này, và cái lưỡi dao thiết kế bắt cái lưỡi dao vào đây nhé. Đó, thiết kế bắt cái lưỡi dao vô này, cái trên cây dưới này, đó, để khi chụp vào đây đó, là khi xay này đồ ăn nó không thể lọt vô trong cái phần dưới được nhá. Mình tháo ra chùi rửa nó rất là dễ nhá. Đó, còn đây là cái phần nắp rồi. Vậy là ok xong rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện và mình chạy thử, mình bật thử xem là nó chạy nào nhá. Ok nhá. Rồi các bạn à, nếu thấy hay thì nhớ bấm đăng ký và bấm like và chia sẻ để ủng hộ kênh mình nhá.